và Thịnh Vượng đã chính thức khai quang cho mảnh đất ngày hôm nay khi mà Taekwondo Kids Việt Nam đã lựa chọn tại Quảng Ninh ngày hôm nay để là đơn vị và là địa điểm để khai trương chương trình. Và thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ đây thì kính mời quý vị sẽ một lần nữa ổn định vị trí chỗ ngồi để chúng tôi chính thức cùng với quý vị đến với phần khai mạc. Của nhà báo
Phạm Văn Trung, giám đốc kênh VTC 16. Bên phía khách mời danh dự, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Hiếu, CEO công ty SN Việt Nam. Bên phía trung tâm, tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Trịnh Minh Thái, chủ nhiệm trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam. Xin được hân hoan chào đón sự hiện diện của chủ nhiệm danh dự trung tâm Taekwondo Kids Việt Nam, bà Nguyễn Cẩm Anh. Thưa quý vị, hân hoan chào đón giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển võ thuật Việt Nam, huấn luyện viên trưởng trung tâm Taekwondo Kids, thầy Nguyễn Minh Toàn. Xin được hân hoan chào đón sự hiện diện của thầy Nguyễn Quang Huy, huấn luyện viên phó phụ trách cơ sở Taekwondo Kids, cơ sở Gresta. Thưa quý vị, cùng với chúng tôi dành đến với sự hiện diện của thầy Vũ Thành Đạt, huấn luyện viên phó phụ trách cơ sở Taekwondo Kids, cơ sở Nghĩa Đô. Xin được hân hoan chào đón sự hiện diện của thầy Nguyễn Quốc Việt, quản lý chính cơ sở Taekwondo Kids, cơ sở Quảng Ninh. Và kính thưa quý vị thân mến, vinh dự cùng với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi được chào đón sự hiện diện của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các võ sinh cũng đang có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được ghi nhận và trân trọng những tình cảm nồng ấm mà các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý đã đến dự lễ khai trương trung tâm Taekwondo Kids Quảng Ninh của chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi xin được cùng quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta. Taekwondo không chỉ là võ thuật, đây còn là một bộ môn mang tính chất nghệ thuật và có tính phổ biến cũng như lượng võ sinh đông đảo bậc nhất trên thế giới. Đến với buổi lễ khai trương ngày hôm nay của cơ sở của trung tâm Taekwondo Kids tại Quảng Ninh, chúng tôi xin được đặc biệt dành đến với tất cả các quý vị đang có mặt tại đây một màn biểu diễn võ thuật vô cùng độc đáo đến từ chính các võ sinh đang theo học tại cơ sở Taekwondo Kids mà chúng tôi đào tạo. Thưa quý vị, chúng tôi rất hy vọng rằng qua tiết mục nghệ thuật này, chúng ta sẽ hiểu được hơn với những điều thú vị khi tập luyện với bộ môn Taekwondo của chúng tôi. Và ngay bây giờ đây thì xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, chúng ta sẽ cùng với chúng tôi hướng sự chú ý của mình về phía sân khấu chính ngày hôm nay để cùng chào đón với chúng tôi phần biểu diễn võ thuật Taekwondo đến từ các học viên của Taekwondo Kids Quảng Ninh và Việt Nam. Thưa quý vị,